Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, cách đây đã mấy chục năm, bố chồng con có tham gia thanh niên xung phong rồi đi phá một cái miếu bên đường, và còn lấy một ít gạch về lát sân, và còn lấy cả cây thánh giá về đập lúa. Xong bố chồng con còn mua cả ngói của nhà thờ nữa. Một thời gian sau thì bố chồng con thỉnh thoảng cứ bị lên cơn như người điên, mắt cứ long lên, trông dữ lắm thầy ạ. Và còn nói là có người đuổi bắt đi, và cứ chạy vào buồng nấp hoặc chạy đến hàng xóm nấp, và rồi có lần đi đến mấy ngày không về, và tìm thấy xác ở dưới sông cách nhà mấy cây số. Bố chồng con mất năm 2000, thì đến năm 2009 thì chồng con lại tái diễn giống bố chồng con, và rồi treo cổ tự tử ở ngay trong buồng nhà con vậy. Con kính bạch thầy, việc đó có phải người âm hành không ạ? Vậy con tụng kinh niệm Phật, ăn năn sám hối thì nghiệp chướng nhà con dần dần có tiêu trừ được không? Hoặc phải làm thế nào? Con kính bạch thầy, trả lời dùm con cho gia đình con được biết. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Nhân quả. Nhân quả báo ứng không sai. Trong kinh Đức Phật nói là gieo nhân nào, chúng ta sẽ hoặc phải gặt quả đó. Đây là cái quy luật vận hành của nhân quả. Ở đây Phật tử, có Phật tử nào hỏi rằng đấy, kể có câu chuyện rằng là ngày xưa, mấy chục năm trước thì bố chồng nó đi rằng đi thanh niên xung phong, có phá một cái miếu ở ven đường và lấy ít gạch về để lát sân nhà, rồi còn lấy cả cái cây thánh giá. Cây thánh giá này các bên đạo Thiên Chúa mang về nhà để làm cái gì? Làm cái ấy để đập lúa. Thì chúng ta biết là ngày xưa là đi gặt về là không có máy tuốt đâu, thì thường là đập bằng cái gì? Bằng cái cối đá, hoặc là bằng cái gì? Ở đây ông này thì lấy cái cây thánh giá mang về để gì? Để đập. Cho nên một thời gian sau thì đến năm một thời gian sau thì tự nhiên ông bị điên điên khùng khùng. Và đến năm 2000 thì ông điên, ông bỏ nhà đi, và cái đi mấy ngày như vậy không về, thì khi mọi người tìm thấy ông ở dưới sông. 9 năm sau. Tức là gì? Tại sao không phải là gì? Là 10 mà không phải là 8 mà là 9. Chúng ta về pháp số học ở trong Phật giáo thì thường là 7 và 9 là hai cái số gì? Viên mãn. Tức là cái quả nó gì? Đến lúc là 9 mùi đấy. Cái số 9 và số 7 là cái chỉ cho cái sự viên mãn thành thục ở trong gì? Ở trong Đức Phật nói ở trong nhân quả. Cho nên chúng ta thường là hay thấy tung chú thì thường là hoặc 3 hoặc 7 hoặc là 9, nhưng mà 9 là thì thường ít, nhưng mà 7 là hoặc làm cái gì cũng thường là cái gì quan trọng thì là 7, con số 7 và con số 9. Thế đây là đến 9 năm sau, thằng con trai của ông cụ ấy lại tiếp tục, tức là chồng của cô này, cái cô đưa câu hỏi này, anh con trai của ông cụ ấy lại tiếp tục căn bệnh giống như bố và treo cổ tự tử tại trong cái căn nhà của mình. Đây là nhân quả báo ứng không có sai chỗ nào. Thì cái trường hợp này không chỉ có riêng gia đình nhà này đâu, mà cái thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt sau giải phóng năm 1945, tức là giải phóng Pháp đó, thì đằng ngoài của chúng ta là đã hoàn toàn giải phóng, từ vĩ tuyến 17 trở vào, thì sau đó thì là gì? Bên đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ thì ở trong chế độ Ngụy, trong cai quản bên trong đất nước chúng ta chia cắt, nhưng ở đằng ngoài sau có một cái thời gian gọi là cải cách văn hóa, cách mạng văn hóa, xin lỗi, gọi là cách mạng văn hóa. Cái thời này thì cứ nói là giặc Pháp đốt đình phá chùa, nhưng không phải đâu. Chính là gì? Một số những cái cán bộ mà thiếu hiểu biết về cái truyền thống tín ngưỡng tâm linh của dân tộc cũng như các tôn giáo ở trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam này đó,
cho nên để đốt đỉnh phá chùa, nhà thờ tổ, nhà thờ họ vân vân đi thất. May mắn là gì, là còn giữ lại được một số, chứ không có là ngày đó mà cứ để một thời gian sau là hết, cái sạch luôn. Và cho nên là chúng ta bây giờ cứ đổ cho là giặc pháp đốt phá như thực thế này. Chúng ta đốt phá một thời, đốt phá cái thời gọi là cách mạng văn hóa, học theo Trung Quốc cũng đốt đình phá chùa. Việt Nam chúng ta lúc đó cũng đốt đỉnh phá chùa thôi, đây là quá khứ nhưng mà thôi cũng phải nói lại để chúng ta biết. Thì cái thời đấy chính là cái thời mà ông bố chồng của cái cô đưa câu hỏi này này. Đấy cái thời đấy gọi là đi làm thanh niên xung phong. Cho nên là thấy đình thấy miếu, thấy đền miếu nhỏ bé nên nó phá. Và sau này còn lấy về ngày quái về để lát nhà, để làm nhà, và đặc biệt là lấy cả cây thánh giá của gì của đạo Thiên Chúa về để làm cối đập luôn. Cái này thì tôi kể mấy cái tương tự như này, tôi kể mấy lần, hai ba lần với các vị Phật tử chúng ta rồi. Ngày xưa tôi về năm 1997, tôi về chủ trì cái chùa trong năm, cái chùa cho sư phụ tôi, và sau này là chủ trì cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Thì cái chùa Ngọc Tân tôi về chủ trì cũng tín nó bị phá, về trong năm cũng tín bị phá, bị phá gác chuông rồi, gác chuông thì phá gần hết rồi. Cái đất vào đường vào chùa thì cũng bị đào gần hết rồi, còn mỗi cái đường vào chùa khoảng 1 mét nữa thôi, hai bên là đào là vực hết, lấy đất để đi đắp đê hết. Thì còn khoảng 1 mét cái lối vào nữa, nó đào sâu thì 2-3 mét mà người nào yếu yếu nó không dám vào, người già nó không dám vào, chùa thì đổ nát, không có người trông nom. Còn cái gác chuông thì phá gần hết, người thì ra lấy về làm gì, làm ván, người cái ván bưng về để làm cái này cái nọ vân vân. Nhưng may mà cũng giữ lại được, có bảo là cái xã nó có hai cái chùa lớn thì đều phá hết. Nhưng kể cái câu chuyện mà ông gọi là các cụ thường vẫn nói, có một cái ông mà bị quả báo nặng nhất trong cái vấn đề phá cái gọi là chùa Vĩnh, cái chùa dưới cổng làng ấy, cái chùa to nhất, cái xã Yên Sở có 4 chùa thì chùa là to nhất, giữa cổng làng luôn, trung tâm làng giữa cổng làng vào luôn. Thì khi phá cái chùa này thì có cái ông xã đội trưởng, tôi xin không được nói tên, ai muốn thì cứ về cái chùa Ngọc Tân hay cái chùa Pháp Vũ bây giờ hỏi các cụ có thể kể cái câu chuyện phá đình phá chùa Yên Sở để cho mình nghe. Đấy, cái ông đó ngày đó ông đang làm xã đội trưởng, xã đội trưởng tức là phụ trách mảng quân sự của xã đó. Thế thì ông này thì khi mà nhận được cái lệnh là ra được dỡ cái chùa Vĩnh, cái chùa dỡ làng, thì ông này ra, ông này lên, ông này trực tiếp là sờ đầu tượng. Ông sờ đầu Phật và ông nói là cái đầu mấy ông của Phật, ông ấy trêu bảo là tại sao Phật không có tóc, ông nào cũng không có tóc thế này. Và ông nói là ước gì đấy, cái trời nắng nóng như thế này tôi thì cũng đầu tôi cũng không có tóc thế này cho mát thôi. Ông sờ một vòng như vậy xong bắt đầu thì ông ôm tượng, ông vứt hết xuống giếng, cái giếng chùa và lấp lại. Xong về nhà mấy hôm sau thì tự nhiên tóc không đụng, tự nhiên đụng hết, rụng hết tóc, không còn tóc. Mà không hết, khi mà tóc ông không còn nữa một cái thì cũng là lúc mà gì, ông ốm. Ông nằm lăn, ông ốm, ông không đi công tác, không làm việc được nữa thì nhà nước, xã người ta mới cho ông nghỉ sớm, không làm việc. Và đặc biệt là ông có 2 thằng con trai. Một thời gian sau thì vợ ông ấy chết và ông nuôi 2 thằng con trai. Có 2 thằng con trai, 3 bố con sống với nhau như vậy. Đến khi 2 thằng con trai lớn, thằng lớn lên 18, đôi mươi ấy, thì nó đi trên đường thì bị cái, nó một hôm cái xe công nông, ngày xưa mới chỉ có xe công nông, nó chở vật liệu cho cái nhà hàng xóm. Thế nó mới chạy sang nó xem thì cái lúc cái công nông lùi thế nào, thì nó thanh niên như vậy đấy mà công nông nó lùi ngang cái đầu, bẹp cái đầu của thằng con trai, cái mùi nó bẹp cái đầu của con trai phải chết tại chỗ. Chưa hết, còn thằng thứ hai, 2-3 năm sau cái thằng con trai đó lớn lớn và thay bố thì người chưa lại đi cái xe bò đó. Cái xe có một con bò, nó kéo cái xe mà cái bánh to đó, làm cái bánh công nông, bây giờ làm cái xe đó đi chở vôi, chở cát, chở đá, hoặc là đi chở thuê đó. Để ông có cái xe bò như thế, thì cái thằng con thứ hai lớn thì nó thay ông nó đi nó chở như vậy. Thì một hôm nó chở đến cái cầu bãi giữa nối giữa cái dân Phúc Đức với cái dân Yên Sở,
dân Phúc Đức thuộc chùa Thầy, Sài Sơn chùa Thầy, và dân bên bãi của Yên Sở, cái cầu cái dân đấy gọi cầu bãi. Tôi ngày xưa đi về hay đi suốt vài cầu đó, mà cầu đấy ngày xưa nó bé. Thì hôm cái thằng con trai của thằng thứ hai của ông ấy đi chở vôi ở trong trong cái chỗ khu Quốc Oai, đi về đó, về vừa tới cái cầu đó thì bắt đầu trời bắt đầu sấm chớp đổ mưa, và sét nó đánh trúng cái thằng con trai và cháy xém, cũng chết tại chỗ. Thế là sau khi mà phá cái chùa Vĩnh, sờ tượng Phật và nói là ước gì đầu tôi cũng được gì, cũng được chọc như thế này để cho nó mát mẻ. Thì về mấy hôm sau tự nhiên tóc rụng hết và làm cho mình trận ốm. Thập tử nhân sinh thì liền là bị nghỉ việc. Một thời gian sau thì bà vợ chết, thì một mình ông phải nuôi hai con. Nuôi hai đứa đến 18 đôi mươi thì một đứa thì bị công nông thì chẹt vỡ đầu và ông chết tại chỗ. Còn một đứa thì thay bố đi chở chở vôi từ ở trong cái xã Phúc Đức, cái làng Phúc Đức ở chùa Thầy để về cho bán cho dân đó. Thì đến cái cầu bãi đó, cũng bị sét đánh chết tại trên cầu luôn. Và ông suy nghĩ nhiều quá cho nên thì ông bị bệnh thần kinh. Và từ đó trở đi cho ông cứ đi đi lang thang ngoài đường, để ai cho cái gì thì ăn. Và thần kinh rồi không làm được việc, ai cho gì thì ăn. Thậm chí là ăn cả những cái đồ bẩn, đồ thối ngoài đường. Mà đến năm 1994-95 thì ông mới chết. Khi tôi về chùa năm 97 thì ông mới chết được một thời gian. Và các Phật tử thường kể lại cái câu chuyện phá đình, phá chùa đó. Cho nên đây là quả báo. Nhân duyên quả báo khủng khiếp như vậy. Thế còn cái trường hợp này nói là gì đấy? Bố chồng thì điên điên khùng khùng như thế và tìm thấy xác ở dưới sông. 9 năm sau, chồng của cô ấy, tức là con trai của cái ông cụ ấy, rồi cũng điên điên khùng khùng như thế và treo cổ tự tử ở tại nhà mình. Và đây Phật tử, điều quan trọng chốt là Phật tử này hỏi đó, thế bây giờ làm thế nào để cho gì? Để cho tiêu hết cái nghiệp vậy, sám hối cái nghiệp đấy, là tụng kinh có khỏi được không? Tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm việc thiện có thể khỏi được. Ăn năn sám hối nhất tâm có thể khỏi được. Nhưng mà cái việc tốt nhất là bây giờ này, ngày xưa là ông cụ này đắc tội với cả hai bên, cả Phật Thánh, tức là bên lương, mình gọi nôm na là bên lương đó, và cả gì, cả với Đức Chúa, tức là mình gọi là bên đạo. Ngày xưa mình hay phân là bên này là bên lương, lương tức là người đi theo Phật và người đi để thờ cúng giá tiên thì mình gọi là bên lương, hay mình gọi là bên đời, còn bên kia gọi là bên đạo. Ngày xưa gọi là bên lương và bên đạo. Bên đạo tức là bên kia họ theo bên đạo Thiên Chúa, theo đạo bên đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành đó gọi là bên đạo, thì gọi bên đạo. Còn bên mình gọi là bên lương. Thì bây giờ thất tội với cả gì, cả bên lương, phá miếu mà, tức là bên lương phá miếu, thì miếu thì thờ thần thờ thánh, có thể thờ cả Phật nữa. Cho nên đây là bên lương, còn đây là gọi là lấy cột thánh giá để về để làm cái chỗ, làm cái chỗ cái cối để đập gạo nữa, thay là cái nền để đập thóc, gạt thóc về để đập. Như bây giờ mắc tội với cả bên lương bên đạo. Thì bây giờ cái trường hợp này thầy mới hướng dẫn Phật tử này là nên thì nên làm cái lễ đến cái nhà thờ, mình trình bày với Đức Cha ở cái nhà thờ đó để mình xưng tội, mình sám hối. Mình cũng nên tỏ cái tấm lòng thành kính của mình, nhưng mà khéo đừng có để cho lừa mình là đi theo họ mất. Vì bên kia họ khéo lắm, họ lừa, có khi là mình là bỏ cả đạo Phật là để theo họ đấy. Mình phải giữ cái vững cái niềm tin với tôn giáo của mình, với có nghĩa là ngày xưa thì bố chồng mình có lỗi với bên đạo, thì bây giờ mình bố chồng mất rồi thì mình thay mặt cho con cái của mình và thay mặt cho ông cụ và chồng mình đến làm cái đến đó để mình xưng tội, mình sám hối. Đấy là về bên đạo. Thì đến đó thì các cha sẽ hướng dẫn cho mình như thế nào, nó bảo là nếu chỉ xưng tội là được rồi thì đấy thì là được rồi, thành tâm như vậy. Họ cha bảo thế nào mình làm theo, nhưng mà tuyệt đối đừng có bỏ đạo của mình mà theo đạo của họ, để khuyên như vậy. Còn bên đạo Phật thì cái này nên khuyên là bây giờ mình thay vào đó. Thì ngày xưa ông cụ phá cái đình cái miếu ở khu nào, thì bây giờ cái đình cái miếu đó nếu mà dân làng mà xây lại rồi thì ra đó để cung tiến một cái gì đó. Nó cái ngày xưa có thể mình tính ra nó khoảng độ 1.000 viên gạch chẳng hạn, thì bây giờ mình có thể cúng vào đó gấp 10 lần, là 1 vạn, 1 vạn gạch đi, để cho gì, cho các cụ cho nhân dân xây sửa cái miếu đó. Mình cúng lên gấp 10 lần. Các cụ ngày xưa hay thường nói là của Phật mất một đền 10, chắc lấy nó chả nhiều đâu, mang tí gạch về tí ấy về để lát sân lát nền thì chắc nó vài trăm viên hoặc vài nghìn viên thôi,
bây giờ mình cứ cúng cho khoảng yên tâm một vạn gạch. Ở đấy nếu mà đấy thì mình xem cái đình cái miếu đó, còn nếu không đình miếu đó bao giờ mà dân tình ở hết rồi không có cái gì đấy thì là mảnh đất trống hoặc là dân họ làm hết rồi, thì chắc chắn trong khu vực đó một cái đình cái miếu nào gần nhất thì mình đến thì mình cúng dường rồi mình thành tâm mình thay mặt cho bố chồng mình và cái dòng họ nhà mình để sang bố việc đó. Đấy là cái việc gì cần và nên làm càng sớm càng tốt. Và cái việc tiếp theo nữa là để nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức đó để hồi hướng cầu nguyện mười phương ba đời chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần để gia trì cho mình thành tâm mình thay cho gì cho bố chồng và cho chồng mình để sám hối cái điều đó. Kinh Địa Tạng nói gì cũng có công đức, có phúc báo họ tiếp nhận được cái công đức đó, cái sự ăn năn hối lỗi của mình thay cho bố chồng và thay cho cả cái dòng họ của mình đó. Đấy thì cái trường hợp này thì khuyên như vậy. Nếu phóng sinh tu phúc đường thì càng tốt, nhưng đặc biệt là cứ bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm đọc tụng ngày hai thời hoặc ba thời thì càng tốt. Phát nguyện lấy 100 ngày, ngày nào cũng được thì một bộ kinh cả quyển thượng và trung quyển hạ là tốt nhất. Sau đó hết 100 ngày thì khi đó thì tùy theo nhân duyên. Có thời gian thì tụng hết cả bộ, có thời gian thì tụng quyển thượng hoặc quyển trung, hôm sau lại tụng tiếp quyển hạ vân vân chẳng hạn. Đấy là các câu hỏi hôm nay thì thầy trả lời thì xin tạm dừng ở đây. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.